trên từ núi ông Tét bay xuống. Ông bay xuống, ông nằm bên trên chỗ này rất là gọn gàng, không hư hao, không có gì hết. Rồi từ từ ông sẽ lớn lên, rồi cái hình ra cái hình thể như vậy luôn. À, mới có mấy chục năm thôi mà nó rất là to và bự, tức là Phật tử là ai cũng đều tin tưởng và cầu nguyện đều có hết. Rất là tin tưởng, nghề nghiệp nào cũng về đây để cầu xin ông trợ giúp giùm cho con trong cái việc làm ăn, nghề nghiệp như vậy vậy đó, thì coi như sẽ được như ý muốn. Ôi lạnh. Dạ dạ. Đây là bụng của ông Quy. Cái bụng của ông đó, cái bụng cái đầu ấy, cái bụng chàng dài vậy đó đó. Dạ. Mến chào quý bà con cô bác anh chị em. Hiện tại Cao Hấn mình với anh Un đang có mặt tại tỉnh Thất Ngọc Nhẫn, núi Ông Két. Thì trong thời gian vừa qua mình cũng nghe nói là có một ngôi chùa là có một thằng Kim Quy rất là lớn, lớn nhất vùng Thất Sơn này luôn. Thì mình sẽ đến đây mình quay phim và nhờ cô Huệ Nghĩa là ở đây sẽ chia sẻ lại về thằng Kim Quy này có từ lúc nào và bao lâu rồi và có sự tâm linh linh thiêng nào không nha quý bà con cô bác. Để trước tiên ngắm trước ha cô. Đây phía trước mình nè, hòn đá rất là lớn luôn. Đó, đây là cái hòn đá ông Quy đây. Phía bên đây là cái đầu ở bên đây nè, cái đầu. Cái đầu. Mình đi sát lại đi anh Ôn ơi, đi sát lại đây cái. Có cái phần đầu lú ra rất là rõ ràng luôn và cái ức kìa, à, cái phần đầu ở trên và cái nguyên cái mình cái lưng. Đưa ra kìa. Đây hòn... là ông Quy mà bự nhất trong vùng Thất Sơn luôn nghe cô chú anh chị. Rất là to lớn. To lớn khổng lồ luôn. Ở trên mình thấy có phần dãy luôn đó anh Nôn. Có dãy đó. Để mình ra phía trước này mình quay mình thấy cái đầu của ông rồi. Ở dưới đầu ra anh ra mà trước này anh thấy là giống cái lượng cái ức cái đầu luôn nè Nôn. Nguyên cái lượng ở dưới nè, đi lên dài tới cái chân cái phần mỏ kìa. Rồi kìa. Thấy không? Y gan luôn không? Nằm ngay giữa luôn á. Ôi đẹp quá. Cái hoàn cảnh mình khi mà mình quay lên nè, cùng cộng với trời đang chuyển mưa nè, giờ mà âm u nè, đẹp ha. Quá trời đẹp luôn rồi. Để mình xích qua bên đây chút xíu mình thấy cận cảnh về phía trước cái mặt cái đầu. Quá trời ông Quy khổng lồ về. Quá trời lớn luôn, hòn đá quá trời lớn luôn. Quá trời lớn nha. Dạ cô ơi. Mình có thể xích trong đây chút xíu được không cô? Để thấy cái vừa mình nói chuyện cái mình thấy cái phần ông rõ ràng luôn á cô. Dạ. Dạ cô cho hai con hỏi là ông thằng Quy này là phát hiện ra tại ngôi chùa mình và thờ cúng luôn tới giờ là bao nhiêu năm rồi cô? Cái này là cái năm á thì con không biết mà nghe, tại vì cô không phải là người ở đây. Dạ. Là cũng như cô về đây cô tu là cũng như gần 18 năm rồi. Nhưng mà trước đó thì coi như nghe bà sư cô kể lại một trận dông mưa á, dông gió gì ở đâu á, từ ở trên ông Két á, là có một cái hòn đá rất là nhỏ. Dạ. Nhỏ xíu thôi, thì ông vết xuống đây, ông nằm đây không có bị hư hao cây cấu gì trên, ông nằm gọn khô còn nhỏ xíu à. Rồi từ từ ông mới lớn lên hồi lúc đó thì cô qua, thì ông còn thấp lắm mà có cái thang bằng cây á. Dạ. Đang bắt đi lên trên cái lưng của ông vậy nè. Rồi từ 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 bây giờ á là, hồi lúc cô qua là cái mỏ ông túm như này nè, bây giờ ông lên cái cô hết biết luôn, hết biết là bao nhiêu thước luôn, lên cao vậy đó. Vậy là mới nở to mới gần thời gian gần đây. Cũng mấy chục rồi. Hồi dạ. Lúc cô qua là mấy chục năm mà nở cao bự. 18 năm mà còn trước đó nữa là con không có biết. Nhưng mà nghe sư cô bác kể là như vậy đó. Đá này ở trên từ núi ông Két. Bay xuống. Ông bay xuống. Ông nằm bên chân chỗ này rất là gọn gàng, không hư hao, không có gì hết. Rồi từ từ ông sẽ lớn lên. Rồi cái hình ra cái hình thể như vậy luôn. À mới có mấy chục năm thôi mà nở rất là to và bự. Con đi quay phim dùng Thất Sơn Bảy Núi này là thấy cái hòn đá và thằng Kim Quy này là lớn nhất luôn. Một thật. Đúng lớn rồi. Nhất ở đây luôn á cô. Chỉ có một mình ông Quy này thôi. Đó, rồi bây giờ á thì coi như là cái tỉnh Thất này á là lập hồi bằng 1930. 30 đó. Dạ. 30 tới bây giờ đó. Hồ quá trời đẹp. Và từ lúc đó tới giờ sư cô có kể cho cô cũng như là cô ở đây có chứng kiến những cái điều nào hơi huyền bí vô vi về ông thằng Kim Quy này không? Huyền bí vô vi thì bây giờ nói chung là Phật tử về đây á là nói ông là coi như là ước cái gì là có cái đó, muốn cái gì là có cái đó. Cái tâm của mình á, cái tâm mình ước muốn cái gì đó thì nguyện giá với thằng Kim Quy sẽ đạt như ý muốn. Là cũng như là các vị người ta về đây á là ta tôn kính, ta cúng trang nghiêm á, là cúng ông dữ lắm. Là ta tin tưởng là coi như tất cả những cái nghề nghiệp gì, mua bán nghề nghiệp gì á là
về nguyện với ông sẽ trợ giúp cho, là coi như sẽ thực hiện được tốt đẹp hết. Thành ra rất là nhiều người Phật tử về đây để mà lễ bái cúng dường cho. Rồi có cái sự việc nào mà rất là rõ ràng và hay mà Phật tử kể cho cô về có cái vấn đề nào linh thiêng gần đây nhất không? Có chứ, có là nghe cái cô đó cũng kể, mà cô này là ở bên Tân Châu á nha. Cổ đi về đây mà hai vị mặt chưa có biết cái chỗ này là chỗ nào chăng á. Hai chị em nói là trong cái giấc chiêm bao ngủ á, thấy ổng, thấy ông Quy á, hình thể của ông luôn. Ông về đó rồi cái họ rồi ổng cứ kêu á phải trở về chỗ cái thằng Kim Quy này nè, đặng lễ bái ông. Rồi cái cô mới nói gì nè, nói tôi không có biết cái chỗ ông là chỗ nào, đi rồi ta dắt đi cho đi. Cổ nói là luôn. Kêu tới ba đêm là ba đêm là hai chị em mới lên chiếc xe á, là đi kiếm, đi tìm qua đi về tới đây hỏi cái vô ngay chốc luôn. Mà lúc đó cổ quá trời tin luôn, cổ nói á, là ông kêu hoài luôn. Cái cổ đi mua nè, 1 kg gạo, 1 kg đậu xanh, 1 kg đường, 1 kg muối gì, ký cho một mâm gì đem về đặng cúng dường đặng lại ông. Rồi cổ nói đi vậy đó, về tới đây quá trời khỏe luôn rồi. Báo ba đêm luôn cổ mới tin, mới lậu về đó. Là Phật tử về đây là kể lại nhiều cái chuyện, nhiều câu chuyện, nhiều chuyện hay còn lắm. Một câu nào nữa không cô, còn câu chuyện nào gần đây hay nữa không cô? Còn nhiều việc hay lắm. Là tức là Phật tử là ai cũng đều tin tưởng và cầu nguyện đều có hết. Rất là tin tưởng, nghề nghiệp nào cũng về đây để cầu xin ông trợ giúp giùm cho con trong cái việc làm ăn, nghề nghiệp như vậy đó, thì coi như sẽ được như ý muốn. Rồi họ tự động về cái mua gạo, mua đủ thứ hết trơn về để cúng dường cho Phật, cúng dường cho ông. Nó là vậy đó. Nói chung là gạo thóc đồ này kia là quý vị mua là cho hai cô ăn đầy đủ. Ở tỉnh thác của mình là chỉ có hai cô thôi. Có hai cô. Cô với sư bà. Sư bà 96 tuổi đó. Cô là 70. Để con với cô trò chuyện chút xíu rồi hai con sẽ vô thăm sư bà hả cô? Còn mấy cái quết nức nở đó là tượng trưng cho những cái dãy của ông phải không cô? Cái dãy của ông ở đây, cái tròn tròn này ha. Còn cái nức ở trên đó là cái nắp. Cái nắp của ông đó, còn ở chỗ này là dấu chân. Dấu chân đây nè. Dấu chân cái nằm phía dưới này. Dưới này, đây nè, cổ tay con chỉ nè. Cái dấu, một dấu đó. Một dấu. Mình có thể tiến lên trên cái phần đó mà để mình nhìn cái phần đầu hả cô? Được. Cô cho con hỏi thêm là ở đây là cái này là cô làm hay ai làm cô? Cái phần này nè cô. Cái phần này là thợ. Cô, cô làm như gì là tượng trưng cho ý nghĩa gì á cô? Cái này là cái hòn non. Hòn non. Cái hòn non. Để mình cho Phật tử tới để là có cái sự sáng suốt vui vẻ đẹp đẽ mà. Cho còn phía trước này là ngôi miếu thờ mẹ Phật Mẫu Diệu Trì. Mẹ Diệu Trì nha. Phật Mẫu Diệu Trì. Mẫu Diệu Trì. Còn bên đây là thờ thần Kim Quy. Đây trong đây. Cái ngôi tỉnh thất của mình của sư bà tới thời điểm này là bao nhiêu năm rồi cô? Cô cũng không có tính cái thời gian nữa con. Đây là cái hòn đá này nằm dưới bụng ông Quy. Cái này nè là cái đầu ổng trên, ổng cái này ổng đi xuống gì luôn. Cái lường không? Mà nó đặc điểm có một cái này nè hen. Cái là cái ngôi Tam Bảo. Cắt cái ngôi Tam Bảo dựa vào ông luôn. Mà ông không có nở ra mà ông đứng sững. Còn bên này không có cái ngôi Tam Bảo nè. Con ra đây nhìn thấy nè. Là ông gặp ú ì qua bên đó. Còn bên này ông đứng lên hoài. Hồi cắt từ năm 1930 tới bây giờ hen, mà cái ngôi Tam Bảo của mình vẫn y nhiên, ông không có đụng. Đúng rồi, bên đây con thấy bằng phẳng nè. Đó, con thấy không? Cái vách bên đây là không có nở ra, hòn đá không nở ra. Và vách bên đó thì nở dài ra hả cô? Đó là quyền di, di là của là cũng như là của thiên nhiên á, là tạo đó, chứ mình không biết thiên, gì do thiên tạo nè. Thiên tạo đó. Đây mình đứng này là phía trước với cái phần bụng của ông thằng Kim Quy nè quý bà con cô bác. Thấy cái đầu rất là rõ ràng và cái lường. Còn cái trắng trắng này là Phật tử về người ta nói cái râu của ông. Bây giờ ông già lắm rồi. Đúng rồi. Cái râu giống Phật cái râu luôn á cô. Đó. Cái râu chạy dài xuống. Đó là Phật tử á nghe. Phật tử người ta về ta nói ha cô. Nói đó. Cái râu.
Bên đây nở ra rất là đẹp, đứng bên đây nhìn thấy cái phần đầu rất là rõ ràng luôn quý bà con cô bác, cái phần ức bụng của ông ở đây. Còn đây là con thấy ba ba này là người Phật tử tặng hay sao? Cái vị này cũng cỡ chặn như con vậy đó. Dạ. Cũng biết từ đâu về cái ôm một bao gạo 50kg. Và một cái ông này đem vô để trên thành Kim Quy đang xin cúng. Dạ. Rồi không biết anh biến mất đâu mất tiêu, cô cũng thấy. À cô không có nghe tin tức về người đó luôn. Đây là một cái ba ba. Ông. Con cũng không biết là ba ba hay là ông Kim Quy nữa. Ba ba. Dạ. Nghe anh nói anh mua mấy triệu gì đó. Anh này nè. Rất là giống luôn. Đứng đây nhìn là cái phần đầu của ông giống hệt luôn nè. Đi gan luôn và cái phần nhiều ức cơ. Bây giờ không ra nhiều vậy, rất là dài nói nghe. Dạ. Kính là tin tưởng ông là nói quá giống luôn. Không có. Quá đẹp luôn. Dạ. Đẹp luôn. Đẹp luôn á cô. Đẹp không. Và cái phần trên đó thì cái hình thù từ cái đầu lú ra, cần cổ lú ra và ức xuống và đặc biệt là cái phần gì ở trên á. Trên lưng của gù của ông á. Dạ, nó bằng bền, nó hơi bóng bóng. Con đứng trên cao nhìn xuống rất là đẹp như một cái sân tiên luôn á cô. À bây giờ hôm rồi cái cậu ở Cần Đăng lên có thả chiếc máy bay lên chảnh thám hiểm á. Dạ. Cậu nói chảnh là bạn không có gì trên, không có một đồng cỏ. Dạ. Mà nhưng mà ở trên cái lưng ông có một chút thẹo gì đó. Nghe ông cậu tả lời đó. Có một chút thẹo gì đó chứ hoàn toàn không có một cọng rác, không có gì chân mà bàn luôn. Đẹp lắm. Hồi nãy con đứng ở phía trên cái chùa Phước Sơn Tự á, là con nhìn xuống là thấy như một cái sân tiên, rất là đẹp. Còn những cái cảnh quan xung quanh đây thì cô cũng mướn người ta làm hết hả gì cô? Ở cái này hả? Cái này là con chuẩn mướn làm cái bộ của ông Địa Tạng, ông đi thỉnh kinh á. Dạ. Cái này mướn làm là xây luôn cái hòn nè. Cái hòn này nước từ dưới này đưa phun lên. Dạ. Lên trên là như cái suối gì đó. Chảy xuống. Chảy xuống. Dạ, bây giờ cô không có cho chạy nữa. Dạ. Có khách đồ này kia đó nhiều thì cô mới đẹp quá đẹp. Cái này mướn đó nha, mướn làm nè. Vậy là chút xíu là sư bà sẽ đi vô nước biển hả cô? Không hả. Dạ. Cái hòn Đông Bộ này quá trời đẹp luôn. Đẹp. Thợ mướn thợ về là rất là nhiều cái câu chuyện liên quan về ông thằng Kim Quy này. Có một cái làng trái tim mà kêu làng trái tim mà nhiều người về xin để làm thuốc rồi đó. Ôi kìa, trên đó lại mà sống được ngộ nha. Đó, bám vô đó đó. Con thấy rất là kỳ bí luôn đó. Bông luôn đó. Làng mà cái lá hình trái tim kìa. Hình trái tim luôn. Cái lá hình trái tim luôn. Có bên cái đoàn mà làm thuốc đó. Dạ. Về xin cũng hết mấy tận rồi. Xin người ta leo lên bằng cách nào cô? Cây. Cao quá. Lấy cây. Thang bắt lên rồi cây. Anh Un có thấy ngộ không? Cây ngộ. Lá hình trái tim luôn. Không, cái đó thì bình thường đi. Nhưng mà ngặt cái là cái ngách đá đó, nó thấy không có nước không gì hết mà vẫn đeo bám sống ở trong cái giống như cái bằng phẳng đá luôn à. Nghe cái bả dài ông đấy ha. Ừ. Ngộ thiệt chứ. Đẹp quá đẹp. Đứng ở đây nhìn rất là giống luôn. Cái phần đầu cái cổ của ông. Quy nhỏ con thấy chưa? Quy nhỏ là ông mới mọc đây là khoảng 6 năm. Dạ ở đâu cô? Đây, dạ con nhờ cô chỉ cho hai con luôn. Con quay nãy chắc cũng thấy rồi. Để mà mình đi. Không để ý đó. Dạ. Cái hòn Đông Bộ này quá trời đẹp luôn cô ơi. Màu sắc sặc sỡ. Hòn Đông Bộ này rất là đẹp luôn. Được trang trí của cô. Đây nè, cái ông Quy nhỏ nè. Còn mọc mà ổng mọc lên con 6 năm rồi đó. Thấy không? Cái đầu nhọn liêu ổng hướng về ổng két đó. À, cái đầu trắng nè, cái cần cổ khoan trắng nè. Rồi cái lưng ông hở đen đen, cái đuôi ông cũng dạ là nhỏ nằm phía trước mặt mình nè. Phía trước mặt mình luôn bên trên cái dài á, cái dài lớn của ông đó. Trên cái chân bên cái dài. Dạ con thấy rồi. Tại con quay bằng cái này nhỏ thì bà con cũng bắt không thấy đâu. Khoảng 6 năm mà. Dạ. Hả? 6 năm nay hả cô? Khoảng 6 năm rồi đó. Ồ mình đứng đây mình nhìn thấy rất là rõ giống luôn kìa. Rồi. Mọc lên thêm ha. Mới mọc lên thêm. Nó giống như là gọi là sao cô? Cô gọi cái ông đó là ông sao cô? Nói cũng như ông con. Ông con. Ông Quy con. Ông Quy con. Ông Quy con. Ông Quy lớn cũng giống như là sanh ra ông Quy con. Mà mới đầu tiên mới thấy chân của mình con nhìn thấy ông Liệp ở dưới sát dưới à. Dạ cô chỉ con nhìn kỹ mới thấy. Cô mới hướng dẫn hoài không ai thấy chân tới chừng mà bây giờ mới lớn cao lên vậy đó. Phật tử mới biết. Yeah. Chỉ lên là biết liền. Giống. Yeah. Con quay bằng cái gồ thì bà con cô bác xem qua hình ảnh con không thấy đâu. Con đứng đây con nhìn rất là kỹ. Ngay chân cái vai của ông lên luôn. Có phần đuôi luôn hả cô? Có. Cái đầu lên, trắng. Nữa đi vô luôn vô cái bụng ông nha. Dạ đi luôn đi cô ơi. Đi luôn cô ơi. Để mình cùng cảm hứng xem.
Vô đây là Tam Bảo. Dạ. Cái Tam Bảo nè, thấy không? Cậu thấy không? Đứng thỉnh luôn. Dạ, để con quay cái tấm bảng. Đây là tỉnh Thất Ngọc Nhẫn. Đây là cái tỉnh Thất Ngọc Nhẫn đây cô chú anh chị. Nam Mô Di Đà Phật. Đây là ngôi Tam Bảo chỗ tỉnh Thất. Rồi, đi vô đây là một món. Tối không cô? Không, có mở đèn. Đây, đây là cái phần đá nè. Ôi. Ôi lạnh. Dạ dạ. Đây là bụng của ông Huy. Cái bụng của ông đó, cái bụng cái đầu mới, cái bụng chạy dài vậy đó đó. Dạ. Còn đây là ngôi Tam Bảo ngày xưa hả cô? Cái này không, cái này là làm cái tam cấp để thờ mẹ Quan Âm. Bà dạ. Quan thấy không? Vô đây mát lạnh nè cô. Mát lắm. Dạ. Ôi mát. Ôi còn con thấy cái đường này là sao cô? Cái đường này là xuống đi có cái hang nhỏ mà xương liếp là xương liếp liếp lại có cái hang nhỏ xíu như này nó chảy xuống á. Ồ tối hù rồi liếp lại à, không có cho nữa, không có cho ai đi xuống, không có để cái hang này chắc cũng có sự tích gì á cô. Thì có nhiều cậu á đi vô á rồi biết cái chỗ đánh thùng thùng như cái chống quýnh nha. Ồ đi ra cái chống luôn vậy mấy cậu. Mình lấy tay mình đánh thùng thì sao cô? Đánh một tay thôi mà. Mấy cậu mà mò xuống quýnh á y ra cái chống đánh vậy đó. Mình đánh bằng tay vô ngực mình thì thể hiện giống như cái tiếng chống. Con thấy tối. Phải sư cô mà còn để con cũng xin phép con đi xuống dưới quay. Dạ. Rồi, con đi ra nha. Dạ dạ. Để đụng nha. Rồi ra gặp sư cô đi đánh đi nè. Dạ. Trời dạ vậy rồi hai con xin cảm ơn sự chia sẻ của cô rất là nhiều. Chúc cô và sư bà được mạnh khỏe dồi dào sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Câu hớn xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con cô bác. Dồi dào sức khỏe đi ha. Dạ dạ. Cố gắng để mà dẫn dắt chúng sanh. Dạ. Để mà trải qua một cái con đường thoát cái nạn hiểm COVID-19. Dạ.